Ê, tôi với ông đi ăn xả không? Thôi khỏi, nhà tôi luộc phai ăn 3 bữa luôn nè. Ồ, áo quá vậy? Ăn đi. Tụi Vũ nó không thích ăn phai đâu, đừng có lo. Không thích hả? Ừ. Ừ. Cho tôi ăn với. Nè. Anh bớt cái miếng. Ôi, ôi. Chị My pha lan không? À, bạn để bạn ăn đi. Dung My qua đây tìm tôi đúng không? Tôi biết ngay mà, nãy giờ tôi nghĩ tới Dung My á. Có Mận ở đây không nhà Minh? Thiệt luôn hả? Sao vậy? Mận nó chưa tới lớp. Vậy thôi bạn cho mình số điện thoại của Mận nha. Đi mà. Ở đây. Có 10 số sao bạn bấm lâu quá vậy? 10 số có phải một số đâu Dung My. Nhưng mà số điện thoại của em bạn mà. Thì của em tôi chứ không phải của mẹ tôi đâu mà tôi nhớ. Thôi bấm mẹ đi. Nè. Ừ, cảm ơn nha. Alo, Mận hả? Dạ, xin chào. Công ty đa cấp thực phẩm chức năng xin nghe. Hiện tại thì công ty chúng tôi đã có hơn 16 chi nhánh trên toàn quốc và buôn bán hầu hết các loại hàng như sữa, thuốc tăng giảm cân, sản phẩm dưỡng da. Không biết nhu cầu. Nhớ nha. Trời ơi, ngày mai là chiếu rồi đó hả? Tôi quên mất luôn. Trời ơi, bạn thân nhông kỳ ghê, tính tôi đã hay quên rồi, bê không còn quên nữa. Dung My hướng 9 giờ. Quay, Dung My, mày đi học về hả? Bạn hỏi câu nào cho dễ trả lời hơn được không? Ủa, câu đó khó trả lời hả? Chứ gì nữa. Ủa, mới có phim mới hả? Bọn tớ tính mai đi coi nè, mà tớ quên mai tớ bận rồi, nên còn dư một vé đó, bạn đi không? À, đúng rồi đó Dung My. Chiều mai 6 giờ chiếu đó, mình qua chở bạn đi nha. Có gì tôi trả lời sau nha, mai tôi bận chút việc. Ông nói như vậy là người ta biết ông thích người ta rồi. Phụ nữ đâu có thích cái kiểu nói chuyện như vậy. Chứ bây giờ với anh sao? Thôi, ít ra phải giống thằng Mẫn, phải ngầu, phải lạnh lùng chứ. Như vậy gái nó mới thích. Được rồi, từ giờ tôi sẽ lạnh lùng giống thằng Mẫn. Đúng, tạo nét. Ừ. Nét ông kỳ quá à, thôi ông vào nhà đi, tôi đi về đấy. Thôi, tôi không chơi với ai đâu, tôi chỉ chơi với mình ông thôi. Chỉ là rủ đi học thôi đúng không? Chứ không lẽ em muốn đi xa hơn. Ê, tôi đi trước nha, lát gặp. Ừ. Dung My ơi. Tìm Dung My có chuyện gì? Dạ, dạ con là bên bạn chung lớp với Dung My ạ. Minh, bạn qua đây có chuyện gì vậy? Tôi qua rủ Dung My đi học mà. Dung My. Bạn đừng có qua nhà mình nữa nha. Ba mình không có thích con trai qua đâu. Vậy hả? Tôi xin lỗi. Thôi, bạn đi học đi. Dung My, hay là hôm nay bạn khỏi đi xe đi, để tôi chở bạn đi học cho. Thôi khỏi, tôi tự đi được. Dung My ơi. Dung My ơi. Dung My. Thank you.
Tại tôi thấy Yumi đi học về sớm cho nên tôi qua coi có chuyện gì không. Tôi không có sao hết á. Vậy thôi. Ơi, đi đâu vậy Yumi? Yumi, lần này là lần cuối mình bỏ qua cho bạn á. Trước khi bạn làm gì á, bạn cũng phải suy nghĩ chứ. Mà thôi, bạn về đi. Có gì á thì gặp nhau ở trường. Mà còn không gặp được mình á thì mình tránh bạn rồi đó. À Minh, mình nói giỡn thôi á. Vậy thôi mình về nha. Ba à, ba đừng ăn nhiều đồ ngọt, không tốt cho đường huyết của ba đâu. Ủa ông? Hả? À? Vậy là bữa nay ông đi làm về trễ nữa hả? À, chắc khuya tôi mới về khỏi chợ cơm. À. Ủa, sao vậy? Sao là sao? Lạ nha. Lạ gì? Hôm ra tôi đi sáng nào bà cũng hỏi giờ giấc của tôi là sao? Thì tôi biết ông về trễ thì tôi ăn cơm trước vậy thôi, khỏi chờ ha. Thì ông đi làm đi. Ông đi làm vui vẻ nha. Ông đi làm rồi. Ủa, cái bóp đâu rồi? Bà ơi, bà ơi. Ủa, ông chưa đi làm hả? Cái bóp của tôi đâu? Tôi đâu có biết đâu. Cái bóp. Bà ơi, bà ơi. Ông ơi, ôi, hình như mình thấy nó ngồi đâu đây mà. Ông tìm gì không? Ông kiếm ai vậy? Ông kiếm ai? Ra đi! Đừng có hòng trốn ở nhà tao nữa. Trời, ai đó mà trốn? Tao đã cấm mày không được về nhà đâu nghe bà. Đúng rồi đó. Ông nói gì vậy? Ông kiếm ai? Thằng Phúc. Thằng Phúc, ông đuổi nó đi rồi đâu mà đây mà ông kiếm. Tôi thấy đó, để tôi vô đi ngang qua phòng khách. Hình như nó ngồi phòng khách. Ừ ông ơi, ông ghét nó quá rồi ông qua mắt, không có nó đây. Ủa? Qua mắt à? Ủa? Tôi qua mắt. Ủa, không phải là con đi làm rồi hả?